Nữ sinh mới tốt nghiệp tử vong trong tư thế treo cổ. Chiều ngày 6 tháng 10, ông Đặng Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một em nữ sinh treo cổ tự tử. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, nhiều người dân đã phát hiện em Nguyễn Thị Hờ, 18 tuổi, trú thôn Quý Hương, xã Quý Bình, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 xong, treo cổ tự tử ở trong nhà. Sau đó mọi người đã đưa em Hờ đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bình Quý đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho em Hờ. Có thể vì quá thất vọng vì điểm cao như không đậu vào trường mình mong muốn, nữ sinh Quảng Nam tự tử. Chiều ngày 5 tháng 10, người dân bất ngờ phát hiện em Nguyễn Thị Hờ, sinh năm 2002, ngụ thôn Quý Hương, xã Bình Quý treo cổ tự tử ở nhà mình nên cấp tốc đưa đến bệnh viện, nhưng em Hờ đã tử vong trước đó. Lãnh đạo công an xã Bình Quý cho hay đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao em Hờ tự tử. Tuy nhiên, rất có thể cô gái trẻ này đã nghỉ quẩn vì thi được điểm cao nhưng không đậu vào trường đại học như mình mong muốn. Trong khi đó, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Hờ mất sớm, ba Hờ không có việc làm ổn định, một mình nuôi hai chị em Hờ ăn học, em trai Hờ năm nay mới lên lớp 11. Theo thông tin từ bạn của Hờ, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Hờ thi được số điểm khá cao, em có nguyện vọng thêm một trường đại học luật. Nhưng vào chiều ngày 4 tháng 10, khi trường này công bố điểm chuẩn thì điểm số của Hờ không đậu.